Hello, xin chào các em, chào mừng mình top 10 chai nước hoa mà có thể khiến các anh em ngạc nhiên. Mình không nói rằng đây là sẽ là những cái mùi hương mà khiến chúng ta cảm thấy yêu thích, sẽ cảm thấy mê mệt, có thể chúng ta sẽ ghét. Thế nhưng đối với cá nhân của mình, đây là những mùi hương mà xứng đáng để cho chúng ta nên thử đó. Còn cái việc yêu hay ghét là cái chuyện hết sức bình thường. Vì nói thật là kể cả có đưa ra một cô hoa hậu rất là xinh mà nếu như không phải đúng gu của các anh em thì cũng no. Đấy, một dạng kiểu như thế. Thì trong video của mình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa. Các anh em sẽ thấy ngạc nhiên khi mà thử mùi. Còn tất nhiên, ngạc nhiên thì cũng có thể là ghét đó. Ok, let's go luôn. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm khá là thú vị của Tommy và nó có tên là Etiquette Tommy Bahama. Đây là một cái mùi hương mùa hè có thể gọi là xuất sắc. Đối với cá nhân của mình, đây là một mùi hương xuất sắc với cái sự kết hợp của khế, của long diên hương tạo được cái mùi hương rất đặc trưng của mùa hè. Như mình đã nói từ trong các video trước thì mỗi khi mình xịt chai nước hoa này, mình luôn luôn cảm thấy chúng ta đang nằm ở dưới bãi biển, dưới những cái rặng dừa rì rào gió biển, và cái mùi hương của nó giống như những cái làn gió biển thổi vào người của mình vậy, rất là ok. Tất nhiên thì mùi hương, cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này thì nó hơi bị đuối. Đấy là một điều khá đáng tiếc. Tuy nhiên, do đó nếu như mà dùng ấy, thì chúng ta sẽ cần phải xịt dặm khá là nhiều lần khi mà sử dụng chai nước hoa này trong mùa hè. Đấy là một điều khá đáng tiếc cho chai nước hoa này. Còn lại về mùi hương của nó thì mình nghĩ rằng nó hơn rất là nhiều những chai nước hoa đắt tiền hơn. Và mùi hương không thể so sánh được bằng đó. Tiếp nữa đó là Rose Jasmine. Nếu như mà các anh em nào cần tìm một cái mùi hương của cappuccino, của mùi sữa ngọt ngào, thơm ngậy, thì cappuccino, Rose Jasmine chính là cái mùi hương như thế. Cũng lại là một trường hợp khá đáng tiếc về hiệu năng của mùi. Tuy nhiên đây sẽ là một cái mùi hương của cappuccino rất là ok. Các anh em nào nếu mà thích cái kiểu dạng mùi của sữa thơm ngon, ngọt và sexy, nhất là nữa là giá thì cũng mềm mại, thì Rose Jasmine là cái mùi hương như thế. Ở vị trí số 19, số 8 đó là sản phẩm của nhà Nichen Oolong Cha. Đối với cá nhân của mình, chai nước hoa này là xuất sắc, có thể gọi là nhất của nhà Nichen. Hachivat hay là Ani hay là một số sản phẩm khác mình không, mùi hương cũng có thể gọi là ok, nhưng mà mình không đánh giá nó quá cao. Đấy là với cái gu của mình. Còn Oolong Cha chính xác là cái mùi hương trà có thể gọi là ngon lành cành đào, hiệu năng bám mùi tốt. Mặc dù chỉ là với 50ml, thế nhưng với cái hiệu năng có thể gọi là, có thể nếu mà hợp da có thể trên 10 tiếng đồng hồ bám chân da, thì đây là một cái mùi hương, rất là một sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em nào ưa thích những cái mùi hương có cái dạng kiểu hương vị thảo mộc, trà hoặc là lá hoặc là cây hay bất kỳ một cái gì đấy mà là hương vị của thảo mộc, thì Oolong Cha chính xác là cái sự lựa chọn rất là ok. Ở vị trí số 7 đó là một sản phẩm của nhà Sekulutown Jodapol. Mình không biết là mình nói có đúng hay không. Đây là cái sự kết hợp giữa sữa và gạo. Có nhiều ý kiến cho rằng đây là một mùi hương giống như một chiếc bánh trong tiệm bánh nướng. Thế nhưng mà mình thì mình cảm thấy nó rất là giống những cái vị sữa tươi cộng với gạo. Một cái mùi hương sữa thật nhất trong các chai mình đã từng được ngửi. Đây là chai nước hoa có cái nốt mùi sữa thật nhất trong các chai mình đã ngửi, cộng thêm cái vị thơm của gạo tạo nên cái mùi hương nó rất là gọi là nhẹ nhàng mơn mởn trên da. Chai nước hoa này nó chỉ bám nhẹ nhàng trên da mà thôi, rất là thích hợp với các chị em. Mình nghĩ rằng với các chị em nào mà có một cái phong cách nó gọi là nhẹ nhàng, con gái nhà lành một chút, thì xịt chai nước hoa này nó rất là hợp với cái phong cách đấy. Bởi vì sữa tươi cộng với vị gạo ngọt nhẹ, vị thơm của gạo nữa. Các chị em nào mà nhìn lành lành tính, rất là hợp với chai nước hoa này.
Vị trí số 6, đó là một sản phẩm của nhà Bulgari. Phù hợp. Lại là một chai nước hoa có nốt trà. Mình khá là ngạc nhiên khi mà nhà Bulgari có cái thông tin đã ngừng sản xuất chai nước hoa này, bởi vì đây là một mùi hương xuất sắc của nhà Bulgari. Chai nước hoa này có một số phiên bản, ví dụ như soy hoặc là một chai khác thì mình không nhớ tên. Thế nhưng mình thì mình vẫn cho rằng phiên bản đời đầu này là cái mùi hương xuất sắc nhất. Với cái vị trà, mặc dù khi mà chúng ta xịt, chúng ta tưởng rằng nó chỉ bám một chút thôi, bám nhẹ nhàng một tí xíu trên da. Thế nhưng độ bền bỉ mùi của nó thì phải gọi là đáng được đánh giá là điểm 9 hoặc là 8,5. Bởi vì khi mà lần đầu tiên mình xịt thử chai nước hoa này, nó bám phải gọi là kinh khủng. Cứ nhẹ nhàng dai dẳng lên trên da của mình. Thì mình đánh giá đây là một cái mùi hương có thể gọi là xuất sắc, cộng thêm một cái vị trà rất là nhẹ nhàng, rất là thật, đến từ nhà Bulgari. Thì đây là một mùi hương có thể gọi là xuất sắc của nhà nước hoa này, Bulgari Pure Home. Ở vị số 6 đây là một sản phẩm của nhà Hermès Ultradine Solani. Nói về một chút, khi mà pha chế nước chai nước hoa này, Jean-Claude Elena, ông ấy đã đi du lịch ở bên sông Nin, và khi mà ông ấy đi dạo để tìm cái nguồn cảm hứng pha chế cái bộ mùi hương phương Đông này, ông ấy nhìn có một cái con ngõ nhỏ đó, con ngõ nhỏ, và ở hai bên ven ngõ đấy thì những cái dạng xoài nó rủ xuống đó, và ông ấy cầm cái quả xoài, cái nhựa trong cái quả xoài đấy nó chảy ra từ trong cái quả, và nó tạo nên cho ông cái nguồn cảm hứng để pha chế ra chai nước hoa này. Đấy là những cái gì mình đã được đọc về chia sẻ của ông khi mà đi tìm cái gọi là cái cảm hứng để pha chế cái mùi hương chai nước hoa này. Do vậy khi mà xịt chai Ultradine Solani thì chúng ta sẽ cảm thấy cái vị xoài chua nó khá là rõ nét. Thực tế mà nói thì mọi người thì bảo là có mùi sen, nhưng ở chai nước hoa này thì mình chỉ thấy một cái mùi xoài chua bám nhẹ nhẹ trên da. Và đây là một chai nước hoa nó rất là thích hợp với các chị em dùng ở công sở. Đó, chúng ta mặc một chiếc bộ office đó mà chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này thì rất là ok, rất là thích hợp luôn. Ở vị trí số 4, một sản phẩm đến nhà Customer National 21. Đây là một chai nước hoa mình nghĩ rằng có thể là khá là xa lạ với một số cái anh em. Nhưng đây là một mùi hương kết hợp giữa sữa và amber, tạo nên cái mùi hương rất là sexy. Nhưng cái cách sexy của nó không phải là ồn ào, nó không phải là náo nhiệt giống như ví dụ như là những cái sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Mà ở đây cái sự sexy của nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là từ tốn. Thế nhưng bất kỳ anh em nào nếu như muốn mình có một cái gì đấy nó khác biệt khi mà xịt nước hoa, hoặc là muốn tặng cho bạn gái của mình, bạn gái của các anh em, nếu như có một phong cách nó sexy vừa đủ, nó không phải là dạng như kiểu một quả bom sexy mà là vừa đủ, thì Customer National 21 mình nghĩ rằng cũng nên tham khảo, các anh em nên tham khảo. Ở vị trí số 3, Lanvin Oxygen. Đây là một cái mùi hương dành cho các chị em giống như là cái chai nước hoa này, Ultradine Solani. Những cô gái thật thà, những cô gái nhẹ nhàng, những cô gái mà dịu dàng thì nên sử dụng chai nước hoa này, Lanvin Oxygen. Với cái mùi hương của hoa dành dành, của sữa, tạo nên cái mùi hương rất là thú vị. Và kể cả là mình là con trai, nhưng đến lần thứ hai khi mà mình xịt chai nước hoa này, mình cũng cảm thấy rất là thích sử dụng chai nước hoa này. Một cái mùi hương không, đến hiện tại bây giờ thì mình không thấy là một chai nước hoa nào có cái nét tương đồng. Do vậy cái độ độc đáo của mùi cũng khá là cao. Đặc biệt giới thiệu cho các anh em nào nếu như đang có bạn gái là đến từ một gia đình gia giáo và rất là thanh niên nghiêm túc,
thì các anh em muốn quyết định mua tặng chai nước hoa nào cho bạn gái thì Lavin Oxygen là cái mùi hương mình đặc biệt muốn giới thiệu đó. Ở vị trí số 2 là một sản phẩm đến từ nhà Creed và nó có tên là Nenery Sauvage. Mọi người khi mà nhắc đến nhà nước hoa này thì là Himalaya, Simomotion Water hoặc là Aventus. Đấy tất nhiên là những cái mùi gọi là khá là nổi tiếng của nhà Creed. Còn Nenery Sauvage cũng là một chai nước hoa mình khá là thích với cái sự kết hợp của hoa Nenery và long diên hương. Đây là cái mùi hương khá là thú vị, thơm nhẹ nhàng bám trên da. Thế nhưng mà cái hiệu năng của mùi thì rất là ý ạ, rất là kém, giống như một số những sản phẩm khác của nhà Creed. Nhưng bỏ qua cái vấn đề hiệu năng, đây là cái mùi hương mình thấy rằng nó rất là phù hợp với các anh em nào mà thích cái kiểu phong cách mùi nhẹ nhàng ấy. Không quá là ồn ào, không quá là xô bồ. Chúng ta thích những cái mùi hương nó nhẹ, thoang thoảng trên da vừa đủ, để làm sao mà khi chúng ta đến chỗ đông người chúng ta không sợ là mọi người cảm thấy khó chịu khi mà ngửi. Thì Creed Nenery Sauvage cũng là một cái mùi hương dạng kiểu như thế. Thế nhưng mà hiệu năng của mùi thì rất là chán, đấy là một điểm trừ khá đáng tiếc. Còn lại bỏ qua hiệu về cái sự, còn lại bỏ qua tất cả thì đây là cái mùi hương cũng rất là ok. Cuối cùng mình số 1 chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây là một sản phẩm Molecule 01. Thực sự mà nói thì đến bây giờ chai nước hoa này có rất nhiều mỗi người có một cách dùng đó. Có người thì xịt xong rồi bảo là anh phải vận động đó, mùa hè anh phải vận động thì khi mà cơ thể anh nó nóng lên, cái nhiệt độ nó nóng lên thì lúc đấy nó mới tỏa mùi ra mùi hương đó. Còn thì đối với mình, như mình đã nói trong video trước, chai nước hoa này mình thấy chỉ hợp lý nhất để cùng với phối cùng với chai nước hoa khác để tăng độ cái hiệu năng của mùi. Tuy nhiên đấy là với cách sử dụng của mình, còn với các anh em khác thì có khi chúng ta lại chỉ cần một phát và sau đó chúng ta vận động, chúng ta di chuyển để làm sao nó tỏa ra mùi hương. Thì đấy cũng là một cái điều khá là thú vị và ngạc nhiên về chai nước hoa này. Do vậy Molecule 01 cũng là một cái chai nước hoa mà chúng ta nếu mà có dịp thì cũng nên tham khảo đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa có thể khiến chúng ta ngạc nhiên khi mà thầm mùi, còn có thể là yêu mà có thể là muốn vứt đi. Đấy là cái quan điểm của mỗi người. Mình rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video quá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.